Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tổ chức môi giới cho người khác trốn đi Đài Loan, xảy ra tại thành phố Hà Nội và một số địa phương. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về cùng tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an còn ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với Nguyễn Lâm Sĩ, sinh năm 1984, trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó cuối tháng 12 năm 2018, đoàn khách du lịch khoảng 150 khách người Việt Nam nhập cảnh vào Đài Loan rồi mất tích. Đây được xem là trường hợp khách du lịch mất tích lớn nhất tại Đài Loan